hello hello xin chào các bạn đã đến với thuận capital ngày hôm nay hiện bây giờ đó là ngày thứ sáu tại hoa kỳ ở việt nam đó. các bạn đã bước qua ngày thứ bảy cuối tuần rồi thì hôm nay đây chúng ta cũng không có nhiều tin tức đám đâu nhưng mà cũng có nhiều tin tức nổi bật thì muốn chia sẻ với các bạn trong video này Nhất là chúng ta sẽ nói tới chính phủ Đức các bạn Coi như chúng ta cũng đã đóng lại cái phần này ngày hôm nay rồi Và nhiều thông tin ở bậc khác liên quan đến thị trường cũng như là Bitcoin Spot ETF Và ngày mai đó cũng sẽ nghỉ ngơi một ngày cho nên sẽ không có video Hy vọng ngày mai đó thị trường không có cái gì gọi là quá sôi động các bạn Hy vọng chúng ta có một cái cuối tuần im lặng Về mặt giá cả ngày hôm nay đó thì các bạn thấy được là giá của Bitcoin mức là 57.900 đô Thật ra hôm nay đó chúng ta cũng thấy được là có một thời gian giá Bitcoin vẫn tiếp tục hơn 58.000 đô Đồ, chúng ta có thể nhìn thấy được là sau khi mà có cái đợt điều chỉnh nhanh xuống cái tuần vừa rồi đó thì giá Bitcoin đó cứ muốn hồi phục các bạn nhưng mà nào mà theo dõi kênh thường xuyên đó thì cũng đã biết thuận sắp sửa nói gì rồi trong thời gian một tuần qua các bạn chúng ta thấy được là tuy giá Bitcoin đó cứ muốn hồi phục tại vì có lực mua nhưng mà chúng ta cũng đã biết là sau khi mà giá Bitcoin xuống mạnh đó, có một lực bán rồi sau đó chúng ta thấy được là có nhiều lệnh đòn bị thanh lý dẫn đến có một số người họ lo sợ và họ bán các bạn nhưng mà cũng có một số người ra họ cũng lo sợ nhưng mà họ chưa có bán thời điểm đó nhưng mà họ đợi cho giá bitcoin họ phục lại rồi họ sẽ nhân cơ hội đó để mà bán cho nên chúng ta mới thấy được là trong thời gian này mỗi lần mà giá bitcoin đã tăng cho lên chúng ta thấy được là ở mức nào đó như là giả sử như 58 000 59 000 thì lại có lực bán đẩy cho xuống cho nên nhìn thấy được điều này đã xảy ra liên tục trong vòng có tuần qua rồi và không phải là chúng ta nhìn biểu đồ bây giờ ra cả tuần qua chúng ta mới nói khi mà chúng ta thấy được giá Bitcoin giảm xuống tới cái mức là 53.000 đô tuần vừa rồi đó thường cũng đã chia sẻ để các bạn có thể chuẩn bị tâm lý Thuân không thể nào biết được tương lai các bạn nhất là tương lai gần nhưng mà Thuân có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình là như thế nào và các bạn thấy được lời này cũng không có khác nó sẽ như vậy cho đến khi nào các bạn cho đến khi mà tất cả những người mà lo sợ một là họ hết lo sợ còn hai đó là họ muốn bán họ đã bán hết rồi thì chúng ta mới bắt đầu tiếp tục có cái sự hồi phục và chúng ta có thể thấy được điều đó khi mà cái mức giá nó từ từ được nâng lên các bạn và điều đó vẫn đang xảy ra hiện tại và chúng ta thấy được là giá của BTC đó hôm nay so với ngày hôm qua thì tăng khoảng chừng là một phần trăm các bạn cũng không có khác biệt nhiều đâu chúng ta cũng ở mức là 57 58 ngàn đô mà thôi vốn hóa của thị trường đó hôm nay tăng 1.3 phần trăm ở mức là hơn 2,2 nghìn tỷ nhìn chung đó thị trường thì ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy được là phần lớn altcoins cũng là màu xanh và nếu chúng ta so sánh cái mức này so với tuần trước đó đó thì các bạn hãy nhớ là thứ sáu tuần trước là một ngày đó rất là men nomen thì đương nhiên so sánh với ngày hôm nay mấy tuần trước đó đó thì phần lớn all coins vẫn là một màu xanh các bạn coi như cũng là một tuần rất là tốt nhưng mà so sánh với một tháng trước đó đó thì các bạn thấy được là phần lớn cả thị trường đều là một màu đỏ như các bạn nhìn thấy trên màn hình chúng ta có nhiều đồng xuống tới 40 50 trăm luôn nhưng mà chúng ta đi xa một bước nữa chúng ta rất là dễ quên là giờ này năm ngoái đó thì giá là bao nhiêu các bạn chúng ta nhìn thấy được là khi mà so sánh với lại một năm trước thì phần lớn thị trường này vẫn đang rất là xanh trong đó chúng ta thấy được là giá của BTC đó so với lại một năm trước là tăng tới 83% hiện bây giờ các bạn. Cho dù là nhiều bạn bây giờ cảm thấy lo lắng hay là cảm thấy chán nản, cảm thấy bi quan nhưng mà sự thật đó thì giá của Bitcoin bây giờ so với một năm trước vẫn tăng 83.4%, và chúng ta đang nói tới Bitcoin các bạn, đồng mà có vốn hóa lớn nhất trong thị trường này, đồng mà nhiều bạn nói là không có tăng trưởng bao nhiêu các bạn. Nếu chúng ta nhìn vào những cái altcoin sẽ phần trăm tăng trưởng nó còn kinh khủng hơn rất là nhiều. Ngoài trừ các bạn lưu trữ những đồng như là XRP đáng tiếc thôi nằm một trong những người đó các bạn thường vẫn đang lưu trữ một phần XRP hay là các bạn lưu trữ X Infinity, các bạn lưu trữ Stella thì những đồng đó giảm nhưng mà phần lớn các bạn thấy được trên màn hình là một màu xanh trong vòng một năm qua. Có một câu nói đó là chúng ta thường đánh giá quá cao những gì có thể đạt được trong vòng một năm mà lại đánh giá quá thấp những gì có thể đạt được trong vòng 5 năm và thường cảm thấy là câu nói này đó nó áp dụng rất là đúng đối với thị trường crypto này. Chúng ta có kỳ vọng thường là quá cao đối với là Bitcoin trong vòng một năm Năm. chúng ta thường hay nghĩ là cuối năm giá bao nhiêu hay là giờ này năm sau giá phải là bao nhiêu nhưng mà chúng ta lại đánh giá quá thấp trong vòng 5 năm tới đây giá bình không có thể đạt được cái mức là bao nhiêu Thuần muốn bắt đầu video với một số những cái cách nhìn lạc quan để các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ chúng ta bây giờ hãy bắt đầu với những tin tức lớn đi thì các bạn có thể nhìn thấy được là ngày hôm nay đó chúng ta đã thấy cái sự trở lại của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ hôm qua đó là một ngày rất là kỳ lạ như thường đã chia sẻ trong video các bạn chúng ta thấy là những cái chứng khoán vốn hóa nhỏ lại tăng trong khi mà những cái chỉ số như là S&P 500 và Nasdaq lại giảm ngày hôm qua nhưng mà hôm nay đã, đã tăng ngược trở lại các bạn chúng ta nhìn thấy được là kết thúc chỉ số Nasdaq vẫn tăng 0.63% chúng ta có chỉ số S&P 500 tăng 0.55 và đặc biệt chỉ số Dow Jones lần đầu tiên trong lịch sử đó đã đạt được cái mức là hơn 40.000 điểm các bạn hôm nay đã tăng 0.62% còn về crypto đó thường nãy vừa chia sẻ với các bạn rồi Chúng ta thấy được là cái chỉ số CPI hôm qua rất là tốt Cho dù các bạn nghĩ là nó sẽ tốt hơn đối với những công ty cổ phiếu lớn hay cổ phiếu nhỏ đó Thì các bạn nhìn thấy được là dòng tiền cũng sẽ chảy vào BTC Nhất là với cái kỳ vọng là Fed sẽ giảm lãi suất các bạn Nhưng mà trước hết thì chúng ta phải vượt qua mùa hè này chúng ta vẫn còn những thông tin như là Malgox và Thuận đã chia sẻ với các bạn trước đây đó là cái hành động của những cái sự kiện này nó không có đáng lo ngại mà cái sự lo ngại đây chính là cái sự lo sợ của thị trường liên quan đến những hành động này các bạn thấy được là hàng ngày đó chúng ta cũng có người này người kia bán thật ra mỗi một ngày các bạn đều sẽ thấy có nhiều những cái ví lớn họ di chuyển số lượng btc các bạn và có nhiều ví lớn họ tích lũy btc ngày nào cũng có hết nhưng mà thật ra cũng không ai quan tâm đâu các bạn tại vì chúng ta không biết họ là ai giống như là thường cho các bạn một ví dụ đi ngày nào cũng có thể có những người mà họ di chuyển 500 triệu đô la BTC và ngày nào cũng có người mà họ thu vào 500 triệu BTC nhưng mà nếu như chúng ta biết họ là ai giống như là chúng ta nói tới là chính phủ Đức hay là chúng ta nói chính phủ Hoa Kỳ di chuyển số lượng tiền đó thị trường nó, nó sẽ đâm các bạn tại vì các bạn thấy được là cái hành động của họ không có đáng lo ngại bằng phản ứng của thị trường và thường đó khi mà chúng ta thấy được là họ di chuyển lên sàn khả năng họ cũng đã bán rồi lúc mà chúng ta nhận được thông tin đó, thì họ cũng đã xong rồi các bạn chứ không phải là lúc đó là lúc mà họ bắt đầu di chuyển đâu và ngược lại khi mà chúng ta thấy được là có một ai đó đó tích lũy năm trăm triệu btc đi mà các bạn biết người đó là ai giống như chúng ta nói tới là đột ngột chúng ta nhận được thông tin vào ngày thứ hai là công ty Apple họ tích lũy 500 triệu đô la BTC thì giá sẽ pump các bạn. Trong khi hàng ngày chúng ta đều có những người mua và bán số lớn như vậy. Các bạn thấy được là thông tin nó phóng đại lên tình hình hiện tại. Về dài hạn đó, cái điều mà sẽ quyết định xu hướng của giá cả đó chính là cung và cầu các bạn khi mà các bạn zoom ra. Nghĩa là sao? Khi mà nói như vậy đó có nghĩa là chúng ta có thể thấy là trong vòng một thời gian ngắn có thể là chúng ta có những tin tức xấu, có thể là thực sự là có nhiều người họ muốn bán số lượng BDC của họ dẫn đến là giá cả đi xuống. Hay là chúng ta chứng kiến những cái thời điểm mà có những tin tức xấu, mọi người hoảng loạn và họ bán Bitcoin của mình giống như là những cái thời điểm mà những mùa downtrend như là chúng ta vừa trải qua năm 2022 hay là chúng ta nói tới năm 2018 19 thì chúng ta được là trong thời điểm đó đã giá giảm xuống tại vì ngay trong cái lúc đó chúng ta có cái nguồn cầu ít hơn là nguồn cung nhưng mà khi các bạn nghĩ lại đó thì những cái thời điểm mà chúng ta có cái lực bán nhiều thường là những cái lực bán mà sẽ có ngày chấm dứt các bạn chứ không phải là sẽ có một lực bán mãi mãi được tại vì tới một lúc nào đó đấy họ cũng sẽ không còn bitcoin để mà bán đâu nhưng mà cái nguồn cầu đó thì nó lại liên tục và liên tục các bạn những người mà họ đầu tư dài hạn trung bình giá thì họ liên tục thu mua và liên tục thu mua cho nên á, lúc mà giá giảm xuống có thể là lúc đó cái nguồn cầu ít hơn nguồn cung nhưng mà những ngày tháng sau đó đó cái nguồn cầu nó sẽ lấp lại cái khoảng trống đó các bạn và từ từ giá sẽ có cái sự tăng trưởng dài hạn như là các bạn nhìn thấy trên màn hình miễn là đây là một tài sản mà ngài lại càng có nhiều người tin tưởng hơn thì các bạn thì được giá nó sẽ tăng trưởng dài hạn và như thường đã chia sẻ trước đây với các bạn có thể rất nhiều người đó họ quan tâm đến đỉnh những chu kỳ này như thế nào các bạn giống như là đỉnh của à, chu kỳ năm 2013 là 1.200 đô đỉnh của chu kỳ năm 2017 là 20.000 đô đỉnh của chu kỳ năm 2021 là 69.000 đô và đợt này đó thì chưa có biết nhưng mà cái mức cao nhất bây giờ là 73.800 đô nhưng mà cám mà thượng quan tâm đó không phải là đỉnh của những chu kỳ các bạn mà chính là cái mức thấp nhất của những chu kỳ miễn là cái mức đó được nâng lên theo thời gian đó thì cho thấy được đây là một cái tài sản mà càng ngày lại càng có nhiều người tin tưởng các bạn tại vì khi mà chúng ta thấy giá cả tăng mạnh lên tới cái mức cao đó lúc đó là cái lúc mà cái độ FOMO cực nhiều các bạn khiến cho là giá cả đẩy lên cao rồi sau đó chúng ta thấy là giá đã có một cái sự điều chỉnh xuống khiến cho nhiều người đã hoảng loạn họ bán họ rời khỏi thị trường này và giá tiếp tục giảm xuống tiếp tục giảm xuống tiếp tục giảm xuống cho đến khi nào các bạn giá sẽ ngưng giảm cho đến khi mà chúng ta thấy được là cái số lượng đó được hấp thụ bởi những người mà có lòng tin thật sự và đó là những người mà giữ được cái mức đáy cho BTC các bạn có thể nói là những người FOMO tạo đỉnh nhưng mà những người có lòng tin thực sự là những người mà giữ được đáy cho BTC và cái số lượng đó đó thì tăng lên theo thời gian cho nên các bạn mới thấy được là cái mức thấp của những chu kỳ nâng lên giống như là năm 2014 đó thường nhớ lúc đó là 200 đô tới năm 2018 đó là 3.300 đô tới năm 2022 đó thì giá xuống tới mức là 15.000 đô rồi lại không xuống nữa các bạn tại vì tới lúc đó rồi đó thì cũng không còn lực bán nào nữa nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là cái lực mua thì vẫn như vậy và họ đẩy lên từ từ cho đến thời điểm bây giờ đó là cái cơ chế hoạt động của thị trường Bitcoin này. Đây các bạn có thể nắm bắt được khi mà chúng ta nhìn xa hơn nó không có gì gọi là thần bí hết các bạn tới cuối cùng cho ta đều có thể quy ra được là cung và cầu mà thôi và ngay cả những người mà các bạn nghĩ là họ là nhà tạo lập thị trường họ là có vui cái mập gì đó thiếu âm mưu gì đó họ tạo những cái tin tức phết để đẩy giá xuống để làm gì các bạn đương nhiên đó là để thu mua thêm rồi các bạn ngay cả những cái người đó khi các bạn nghĩ về cái xu hướng tiêu cực đó, thì họ làm giá thị trường cũng chỉ để tích lũy thêm btc mà thôi đó là gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đầu video Nhưng mà chúng ta bây giờ hãy trở lại đi Thì ngày hôm nay đây chúng ta nhìn thấy được là chứng khoán rất là tốt Đã trở lại một màu xanh thì các bạn Và chỉ số Dow Jones đã đạt cây mức mới Còn về Bitcoin đó chúng ta phải qua khỏi mùa hè này Chúng ta mới biết cái xu hướng kế tiếp được Chúng ta có thể nhìn thấy được là dầu đó thì ở mức là 82 đô 18 cent Thì coi như là cũng đã hơn cái mức 80 đô một thời gian rồi các bạn Nhưng mà cái điều tốt đó đã không tiếp tục tăng trưởng mạnh nữa mà nó giữ lại cái mức này Trong vòng 2 tuần qua Hợp đồng vàng đó hôm nay không thay đổi nhiều các bạn Ở mức là 2.416 đô đã không tiếp tục tăng nữa Tăng ngày hôm qua Rồi sau đó khựng lại cho tới bây giờ Và đương nhiên không có free market tại vì ngày mai là cuối tuần còn về tin tức đó thì các bạn thấy được hôm nay chúng ta có chỉ số phần trăm lạm phát bán sĩ là PPI và cái chỉ số PPI này đó nó đã tăng cao hơn ước tính cho bạn. Các bạn nhìn thấy được là chỉ số PPI là 2.6%, ước tính là 2.3%. Core PPI đó là 3% nhưng mà ước tính là 2.5% chỉ số CPI nguội nhưng mà PPI thì đang nóng một chút các bạn thì để các bạn hiểu rõ hơn đó chúng ta thường nói tới phần trăm lạm phát là chúng ta nói tới chỉ số CPI nghĩa là phần trăm lạm phát hàng tiêu dùng nghĩa là họ dùng cái thước đo những mặt hàng thông thường nó xem coi là tháng này qua tháng nọ năm này qua năm nọ thì cái mức tăng trưởng của những mặt hàng đó là bao nhiêu đó chính là chỉ số CPI các bạn đó chính là cái thước đo rất là phổ biến để xem coi là nền kinh tế đó có phần trăm lạm phát là bao nhiêu và chúng ta còn một thước đo nữa có tên là PCE thì nó cũng là một cái thước đo liên quan tới hàng tiêu dùng chỉ là hai cái tính khác nhau mà thôi nhưng mà xu hướng nó thì đi song song với nhau các bạn tùy theo là các bạn thích xem chỉ số nào đối với là chủ tịch John Powell đó thì hiện bây giờ Fed thích xem chỉ số PCE hơn và nó có vào cuối tháng nghĩa là chúng ta đã nhận được chỉ số CPI tuần này thì uh, cuối tháng chúng ta sẽ có chỉ số PCE và khả năng nó cũng sẽ cho thấy xu hướng tương tự như là CPI là xu hướng giảm xuống các bạn còn về thông tin mới đây đó là PPI đây là làm phát bán sĩ có nghĩa là họ đo lường những cái mặt hàng mà những công ty họ nhập vào tôi nghĩ là những công ty họ sản xuất đó, họ nhập những mặt hàng đó vào là bao nhiêu rồi họ sản xuất ra họ bán với giá bao nhiêu đó thì chúng ta nhìn thấy được là cái logic nhiều người nghĩ là nếu như mà họ nhập vào mặt hàng mắt thì họ sẽ bán ra là mắt nhưng mà cái đó là cái suy nghĩ theo kiểu logic mà thôi các bạn không có phải là một trăm phần trăm không có nghĩa là một công ty tháng này họ thu vào giả sử như họ thu nhựa vào đi Nhựa với cái giá mắc hơn thì họ sẽ bán mặt hàng với giá mắc hơn tháng sau nó không có nghĩa trực tiếp như vậy các bạn tại vì tháng sau là chỉ số này có thể giảm xuống có nghĩa là họ sẽ không có quyết định ngay lập tức đâu các bạn nhưng mà đó là cái suy nghĩ logic mà thôi cho nên đối với chỉ số PPI là một chỉ số chúng ta chỉ tham khảo mà thôi các bạn không phải là một cái chỉ số mà thị trường dùng để ra quyết định đâu và Fed cũng không có dùng chỉ số PPI để ra quyết định liên quan đến hệ thống tiền tệ và phần trăm lãi suất đó là điều các bạn nên hiểu đây Cho nên ấy, có một số người nói là hôm nay đã còn lạ hôm qua nữa Hôm qua chỉ số CPI tốt, chứng khoán Hoa Kỳ lại giảm những cái chứng khoán lớn như là chúng ta nói tới là những chỉ số S&P 500 lại giảm Nhưng mà hôm nay đó chúng ta có chỉ số PPI không như kỳ vọng nhưng mà chứng khoán lại tăng Thì lý do thường đã vừa chia sẻ với các bạn rồi Tại vì chỉ số PPI đã không liên quan trực tiếp đến quyết định lãi suất của Fed đâu và nói tới Fed thì chúng ta ngày hôm qua và thường nhớ là những ngày trước đó thì cũng đã từng nói đến việc có suy si thoái tài chính thì tình hình như thế nào các bạn. Và chúng ta cũng đã từng nói đến là theo lịch sử đó thì thường khi mà chúng ta thấy được là Fed giảm lãi suất sau đó chúng ta có khủng hoảng tài chính. Như là các bạn nhìn thấy trên màn hình biểu đồ này các bạn cũng đã rất là quen thuộc rồi. Đây là cái biểu đồ màu xanh trên màn hình là đại diện cho cái phần giảm lãi suất của Fed và những cái thanh gạch màu màu xám đó đại diện cho suy si thoái tài chính thì mỗi lần mà Fed giảm lãi đó thì tùy theo là đợt nào sau đó chúng ta thường hay thấy có một cái suy thoái tài chính xảy ra nhưng mà thật ra nó cũng không có phải là chính xác 100% trăm phần đâu các bạn tại vì chúng ta nhìn thấy được là suy thoái tài chính sớm muộn gì cũng sẽ có mà thôi cứ không có nghĩa là phép giảm lãi suất cho nên suy thoái tài chính có một số đợt đó họ lo lắng suy thoái cho nên họ giảm lãi suất nhưng mà cuối cùng suy thoái cũng đến có đó là đúng các bạn giống như là thường đã từng nói đến là năm 2008 nhưng mà có một số đợt họ giảm lãi suất rồi đến nhiều khi là cả năm sau thì mới có suy thoái tài chính à, và thậm chí chỉ cái lúc mà có suy thoái tài chính họ đã tăng lãi suất trở lại rồi cho nên các bạn thấy được là nó cũng không phải chính xác một phần trăm đâu và suy thoái tài chính nó cũng là một phần của nền kinh tế mà thôi có lúc nền kinh tế phát triển mở rộng có lúc nền kinh tế thu hẹp nghĩa là nền kinh tế chậm lại các bạn và có thể xảy ra suy thoái tài chính cho nên thời gian càng lâu thì chúng ta sẽ càng thấy được là có khả năng có suy thoái tài chính cho nên cho dù là Fed giảm lãi suất bất cứ thời điểm nào thì một thời gian sau cũng sẽ có suy thoái tài chính tại vì đó là cái quy luật của thị trường các bạn nhưng mà chúng ta chỉ nói chung chung mà thôi chúng ta có một cái thống kê rất là thú vị đến từ Carson các bạn thì thống kê này đây chúng ta nhìn thấy được là những cái đợt giảm lãi suất lần đầu tiên từ năm 1984 tới bây giờ và chúng ta nhìn thấy được là bên tay trái đó chúng ta có cái ngày mà họ bắt đầu giảm lãi suất lần đầu tiên trong đợt đó và chúng ta thấy được là cái cột thứ ba này đó có tên là size of first cut có nghĩa là cái phần trăm họ giảm là bao nhiêu lần đầu tiên giống như là 0.25 hay là 0.5 các bạn thấy được là rất phổ biến thường đó khi mà Fed bắt đầu giảm lãi suất là bắt đầu từ 0.25 hiếm khi nào chúng ta có Fed giảm lãi suất tới 0.5 ngoại trừ là chúng ta có trường hợp cực kỳ đặc biệt mà thôi giống như chúng ta nói tới là cái lúc mà có dịch bệnh năm 2020 là họ phải giảm 0.5 ngay lập tức thì khi mà nhìn tổng quát đó các bạn có thể thấy được là sau khi mà có cái đợt giảm lãi suất lần đầu tiên thì những cột này là một tháng sau đó, 3 tháng sau đó, 6 tháng sau đó và một năm sau đó thì các bạn thấy được là nếu chúng ta chỉ nhìn chung chung đó những cái tháng đầu tiên sau khi giảm lãi suất 1 tới 3 tháng là phần lớn là màu đỏ các bạn rồi sau đó thị trường mới xanh trở lại thì có thể hiểu đó là khi mà bắt đầu có một cái đợt giảm lãi suất thì có thể là Fed đã thấy được một cái dấu hiệu yếu trong thị trường rồi rồi sau đó họ mới giảm lãi suất và có khả năng đã quá trễ lúc đó rồi cho nên thường nó một tháng 3 tháng sau đó chỉ số chứng khoán S&P 500 nó thường có dấu hiệu giảm nhưng mà khi mà chúng ta thấy có suy thoái xảy ra đó thì Fed sẽ làm gì các bạn giảm lãi suất còn nhanh hơn nữa đẩy tiền ngược trở về và sau đó 6 tháng một năm sau thường chúng ta thấy được là thị trường sẽ xanh trở lại điều này cũng là điều mình thường đã từng chia sẻ với các bạn rồi nhưng mà bên dưới này mới là điều thú vị các bạn họ chia ra làm ba phần Tại vì khi mà nhìn như vậy đó các bạn thấy được là cũng hên xui chúng ta không biết được là có đợt đó sau khi giảm lãi suất 1 tháng 3 tháng sau đó thì đỏ Nhưng mà có đợt đó giống như chúng ta nhìn thấy được là năm 1998 và năm 1995 Thì những đợt này đã giảm lãi suất xong giá vẫn tiếp tục tăng mà thôi khi chúng ta nói tới chỉ số S&P 500 chứng không Hoa Kỳ nhưng mà bên dưới này ra thì họ chia ra làm 3 phần. Thứ nhất đó là cái phần giảm lãi suất trong trường hợp bình thường, nghĩa là chúng ta không có một dấu hiệu gì mà khiến cho Fed giảm lãi suất hết đó. họ chỉ giảm lãi suất tại vì họ không cần phải giữ cao nữa. Có thể đó là những cái lúc mà chúng ta thấy được là phần trăm lạm phát đã rất là tốt rồi, không lý do gì mà họ giữ lãi suất cao. Thứ hai nữa đó là panic cut các bạn. Đây là cái lúc mà có cái sự hoảng loạn cho nên họ mới cắt giống như chúng ta nói tới là năm 2020 khi mà có dịch bệnh. Đó là một cái gì đó khiến cho mọi người cực kỳ hoảng hốt các bạn chúng ta không biết tại sao lại có cái sự kiện này cho nên họ mới cắt hay là chúng ta thấy được là recession cut có nghĩa là Fed đã thấy dấu hiệu suy si thoái tài chính rồi họ mới cắt thì khi mà chúng ta chia ra làm ba phần như vậy đó thì các bạn thấy được rất rõ ràng là phần lớn đó cái tháng đầu tiên chúng ta vẫn có cái sự giảm giá sau khi mà Fed cắt giảm lãi suất nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là ngoại trừ là chúng ta có dấu hiệu liên quan đến suy si thoái tài chính giống như là chúng ta nói tới là năm 2001 đó chính là bong bóng com hay là năm 2007 khi mà chúng ta có khủng hoảng tín dụng một năm sau đó là năm 2008. Ngoại trừ những cái lúc đó ra đó, thì chúng ta nhìn thấy được khi Fed giảm lãi suất chỉ vì đã đến lúc giảm lãi suất rồi theo chu kỳ thì chúng ta nhìn thấy được là sau đó chứng khoán rất là xanh cho bạn chỉ số S&P 500 nó tăng 3 tháng sau đó, 6 tháng sau đó và một năm sau đó. Và chúng ta nhìn thấy được là khi mà Fed hoảng loạn ra giống như là trong cái thời kỳ của dịch bệnh họ cắt ngay lập tức và cắt rất là nhanh thì cũng dẫn đến là thị trường rất là xanh sau đó các bạn, giảm tháng đầu tiên nhưng mà sau đó lại rất là xanh. Điều này cũng dễ hiểu thôi tại vì cái lúc mà tình hình kinh tế vẫn bình thường thì họ giảm lãi suất đó khiến cho kinh tế nó càng phát triển hơn nữa. Cho nên chỉ có dấu hiệu giảm một chút xíu ban đầu rồi sau đó là tăng mạnh. Và chúng ta nói tới những lúc mà hoảng loạn đó thì lúc đó họ cắt rất là nhanh các bạn. Chúng ta lại nhớ đó trở về năm 2020, trong vòng vài tháng thôi đó Fed đã cắt xuống còn 0% các bạn, còn 0% cắt liên tục mấy lần luôn và thường nên nhớ là có một đợt đó họ cắt nghĩa là khẩn cấp nghĩa là không cần phải đợi đến cuộc họp Fed kế tiếp họ vẫn cắt ngay lúc đó dẫn đến là tiền bơm vào cực mạnh các bạn và sau đó thị trường rất là xanh cái mà chúng ta quan tâm nhiều nhất đó chính là cái phần bên dưới này các bạn recession cut có nghĩa là đã có dấu hiệu suy si thoái rồi cho nên khi mà họ cắt giảm lãi suất đó cũng không cứu vãn được nền kinh tế tại vì nền kinh tế đó nó đã đi vào suy si thoái rồi các bạn thời điểm đó À, khi mà giảm lãi suất đó cũng không có nghĩa là những công ty họ sẽ mướn là nhân viên ngay lập tức lúc nào cũng vậy sẽ có một thời gian khi mà lãi suất thấm vào trong thị trường và khi mà chúng ta thấy Fed cắt giảm lãi suất tại vì họ lo lắng liên quan đến suy thoái đó thì uh, chúng ta thấy được là một tháng 3, tháng 6, tháng 2, tháng sau đó đều là một màu đỏ câu hỏi tỷ đô bây giờ là lần này đó Fed sắp sửa cắt giảm lãi suất đã thuộc về phần nào Chủ tịch chọn Powell đó thì nói là ông muốn cắt giảm lãi suất tại vì đã đến lúc không cần phải giữ lãi suất cao nữa rồi. chứ không phải là vì ông lo lắng suy si thoái tài chính mình dưới này các bạn. đương nhiên bây giờ không phải là lúc mà có cái gì hoảng loạn xảy ra. cái gì hoảng loạn xảy ra đến như chúng ta có chiến tranh hay là có cái gì đó à, giống như là dịch bệnh bùng nổ đó thì chúng ta mới thấy cái phần chính giữa này mà thôi. cho nên hiện bây giờ chúng ta chỉ có hai kết quả thôi các bạn. kết quả thứ nhất đó chính là phép cắt giảm lãi suất tháng đầu tiên đó chúng ta sẽ thấy được là trong vòng tháng đầu tiên sẽ có một cái đợt giảm giá đối với chứng khoán Hoa Kỳ nhưng mà sau đó, đó thì chúng ta thấy được là sẽ pump rất là mạnh và pump liên tục uh, trong vòng một năm tới đây kết quả thứ nhì đó chính là bên dưới này các bạn Fed cái kẹp lãi suất thì chứng khoán giảm rồi sau đó giảm liên tục một năm tới đây đó là hai kết quả mà chúng ta có thể chứng kiến được này mà thôi kết quả nào mới là sự thật đó, thì một năm sau chúng ta mới biết được các bạn cho nên khi mà chúng ta nhìn vào biểu đồ lãi suất như thế này hay là nhìn vào thống kê mới đây đến từ Carson thì chúng ta chỉ có thể nghĩ là không có gì chắc chắn 100% hết có lúc này có lúc kia nhưng mà nhìn sơ bộ ra thì các bạn thấy sau khi Fed chắc chạm lãi suất thì màu đỏ xuất hiện nhiều hơn là màu xanh từ một tháng tới 3 tháng đó là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn chúng ta bây giờ hãy chuyển qua nói tới đề tài khác đi thì nhiều bạn hỏi thuận là dạo này Jim Cramer tới đâu rồi chúng ta ít nghe nói đến Jim Cramer thì thật ra gần đây ông cũng không nói gì về Bitcoin crypto các bạn điều đó cũng là tốt tại vì chúng ta không biết ông sẽ nói gì ông mà khen là chúng ta tiêu luôn đó các bạn về Jim Cramer đó thì các bạn thấy hôm nay ông post là ông đang đi làm nông nhưng mà ông lại có cái caption là ông vẫn thích ngân hàng Wells Fargo. <laughs> Rút hết tiền ra khỏi Wells Fargo đi các bạn. Lịch sử 172 năm của Wells Fargo chấm dứt tại đây. Tôi nói giỡn mà thôi. Chúng ta bây giờ hãy nói tới chính phủ Đức đi. Các bạn thấy là cuối cùng họ đã còn không Bitcoin các bạn à, trong trong tuần này họ cũng đã di chuyển hết số lượng Bitcoin của mình rồi và ngay bây giờ đây chúng ta nhìn thấy được là cái ví chính thức của họ còn một đồng 86 mươi cent không biết tại sao lại có không chấm không không mấy Bitcoin đã gửi cho về các bạn nhưng mà họ chỉ còn có một đô 86 mươi cent mà thôi trong cái ví này Trước hết á, các bạn cũng đã nghe thường chia sẻ đầu video rồi Cái chuyện này nó cũng không phải là cái gì chúng ta cần phải quan tâm lắm đâu Nhất là về dài hạn, nó cũng không ảnh hưởng gì hết Nó chỉ là một phần của lịch sử của Bitcoin mà thôi các bạn Tại vì đó, ngày nào chúng ta cũng có số lượng người bán Cái mà Thuần hy vọng các bạn có thể nhận ra được trong cả sự kiện này đó Chính là ngay cả đối đầu với lại cái sự di chuyển Bán khi nào chúng ta không biết được các bạn Nhưng mà họ di chuyển nó chẳng có động nào trong đây hết Thì cho dù đó chúng ta nhìn thấy được là thị trường lo ngại là họ di chuyển để bán Bitcoin trong vòng hơn một tuần qua tổng cộng là 3 tỷ đô la các bạn 3 tỷ đô la trong vòng chỉ hơn một tuần mà thôi giá của Bitcoin đó thì có cái sự giảm xuống các bạn nhưng mà cũng không có chắc là tại vì chính phủ Đức bán đâu chỉ là mọi người tự hoảng loạn và tự hù mình mà thôi các bạn thấy được là sau đó đó thì giá cũng đã tiếp tục ở cái mức này và từ 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 muốn tiến lên các bạn thì bây giờ đã là 58.000 đô rồi trong khi chúng ta vừa đổi đầu với lại 3 tỷ đô la bán từ chính phủ Đức mà chúng ta thấy được là cái sự giảm xuống đó thì đâu đó khoảng chừng là từ 63.000 tới mức thấp nhất là 53.000 mà thôi và phần lớn đó là tại vì chúng ta thấy có nhiều lệnh toan về thanh lý thì cho đến gì đi, các bạn thấy được là Bình không chỉ giảm có mười mấy phần trăm khi mà đổi đầu với tin tức lớn như vậy các bạn có thể thấy được thị trường này đó, nó cứng cáp như thế nào chúng ta vừa đổi đầu với 3 tỷ đô la được di chuyển bởi chính phủ Đức À, và chuyện này coi như cũng xong rồi các bạn Nhưng mà cũng có một bài viết đó Được chia sẻ bởi CoinDesk. à, Thuận cảm thấy cũng thú vị Thuận muốn chia sẻ với các bạn Tại vì à, Thuận cũng thấy nhiều bạn nói là Cái tài sản này đó Là không phải của chính phủ Đức Mà của một bang ở Đức Có tên là Saxony Thì à, dựa theo bài viết này của á Nó có nhiều cái sự khó hiểu các bạn Nhưng mà Condes cũng đã làm rõ vào lý do họ bán đó lý do mà chúng ta thấy chính phủ đức bán khả năng cao là do họ paper hand các bạn họ lo lắng khi mà chúng ta thấy bắt đầu à, giá có cơ sự điều chỉnh xuống chuyện cũng đã xong rồi cũng không còn quan trọng đâu các bạn nhưng mà cách họ di chuyển lên sàn spot rồi lên sàn otc họ chia ra để mà di chuyển rồi sau đó họ lại rút trở lại một phần nữa thì làm cho mọi người rất là khó hiểu không ai giải thích được hết các bạn chi tiết đó, thì những người nào quan tâm đó, thì saxony là một bang của đức cái số tiền này đó cái số lượng btc là được thu bởi chính quyền ở Saxony các bạn Nhưng mà có điều thú vị đó Tại sao mà Arkham lại nói đây là ví của chính phủ Đức Tại vì đây là ví của chính phủ Đức các bạn Chính phủ liên bang Đức Cái số lượng mà BDC thu này đã nằm trong ví của Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức Hay còn gọi là BKA các bạn cho nên Arkham mới nói ví của chính phủ liên bang Đức điều này hoàn toàn không có sai. Tại sao lại không nằm trong ví của Saxony đó thì chẳng ai biết hết các bạn. Tại sao lại nằm trong ví của văn phòng cảnh sát hình sự liên bang Đức? Chúng ta không có rõ. Bài viết này cũng không nói rõ. Có thể là tại vì họ cũng không biết uh, lưu trữ xử lý như thế nào, cho nên họ giao cho chính phủ liên bang Đức rồi quyết định bán đó là đến từ đâu chúng ta cũng không có rõ là chính phủ liên bang Đức ra quyết định là bán hay là ở Saxony họ ra quyết định chúng ta cũng không có rõ luôn. Nhưng mà điều mà thú vị đó là chúng ta thấy là trong hầu hết trường hợp tài sản bị tịch thu chỉ có thể được chuyển nhượng hoặc bán với số tiền thu được vào ngân sách nhà nước sau khi thẩm phán ra quyết định họ được phép làm như vậy nhưng mà trong trường hợp cụ thể này đó thì không có một cái thông tin gì cho thấy là tòa án đã phán quyết sử dụng cái số lượng bitcoin này như thế nào các bạn và khả năng đó là saxony yêu cầu bắt đầu đợt bán khẩn cấp vì họ lo là bitcoin có thể nhanh chóng mất giá nói chung đó là họ lo lắng các bạn họ paper hand cho nên họ mới yêu cầu tòa án cho bán một cách khẩn cấp như thế này, đó là cái thông tin đến từ condes, chứ còn sự thật như thế nào thì chúng ta không có biết rõ được. Có rất nhiều những cái tin tức đó, họ nói là cái này đó thì cũng không gì gọi là quá lạ, tại vì cái số lượng này đó, khi mà bị tịch thu thì sẽ được thanh lý bởi chính phủ, họ cũng không nào làm được điều gì khác hơn phải đi theo luật các bạn. thì cái đó, đó chúng ta cũng không có bất cứ thông tin nào nói là khi mà những cái tài sản bị tịch thu bởi chính phủ thì phải bị thanh lý chúng ta hay được là thậm chí đó có thể được chuyển nhượng qua một cái tài khoản khác và lưu trữ đợt này đó thì đối với thuận họ chỉ không có đồng tin vào bitcoin mà thôi cho nên họ mới ra quyết định đã bán chứ không có giữ lại và chúng ta cũng đã thấy có một cái sự kiện tương tự đã xảy ra vào năm 1999 các bạn khi mà Bộ trưởng Tài chính Gordon Brown của Anh quyết định bán phần lớn số dự trữ vàng của Anh. Quyết định đó đã khiến cho nước Anh bị thiệt hại 24 tỷ bảng Anh. Và thời điểm đó đó ông đã giám sát việc bán 401 tấn vàng, hơn một nửa số lượng vàng dự trữ của quốc gia Anh với mục đích là đa dạng hóa nhưng mà lúc đó đó họ bán ở mức là 261 đô cho một ounce vàng. Bây giờ đó một ounce vàng đã là 2.418 đô rồi các bạn. Hiện tại đó Vương quốc Anh chỉ còn 310 tấn vàng mà thôi xếp hạng thứ 17 trên thế giới các bạn. Trong khi mà chúng ta được là những quốc gia khác như là Hoa Kỳ đó thì số lượng họ lưu trữ kinh khủng như thế nào. Hiện bây giờ đó Hoa Kỳ lưu trữ tới 8 ba tấn vàng Chúng ta có thể đang chứng kiến khoảnh khắc tương tự Nhưng mà lần này đó là Đức với lại Bitcoin Nhưng mà cũng hy vọng đây là cái lần cuối cùng chúng ta nói tới đề tài này trên kênh này các bạn Và không có thêm bất cứ một cái gì bất ngờ nữa Nhưng mà Wu Blockchain thì lại chia sẻ một cái thông tin ngày hôm nay các bạn Nói là còn có một lực bán khác mà nhiều người không để ý đó chính là Genesis Trading Thì Thuận cũng đã xem cái ví của Genesis Các bạn cũng đã nhớ đây là công ty con của công ty DCG của Bell Super. Thì các bạn đã nhớ là công ty Genesis là công ty cũng đã phá sản rồi Công ty này là công ty đã cung cấp dịch vụ mà cho gửi lấy lãi của sàn Gemini Rồi sau đó các bạn thấy là họ đã cho Three Arrows Capital hay là FTX vay mượn Rồi sau đó những công ty đó cũng phá sản Khiến cho công ty Chinese này cũng phá sản các bạn Và họ cũng có một số tiền mà họ sẽ bồi thường Và họ lưu trữ đó Hiện bây giờ họ lưu trữ cái số lượng Bitcoin là khoảng 32.000 Bitcoin Các bạn nghĩa là 1 tỷ 9 Và khi mà các bạn nhìn vào cái địa chỉ ví này Ở trên Arkham Intel đó Thì cũng có một số lượng Bitcoin Được di chuyển lên trên những cái sàn giao dịch như là Coinbase các bạn và dựa theo Wu Blockchain ra thì trong vòng một tháng qua họ đã di chuyển khoảng chừng là 760 triệu nói chung nên thường cũng không có quan tâm nhiều đâu các bạn thứ nhất đó là họ di chuyển 760 triệu đô la trong vòng một tháng đó không phải con số nhiều đâu các bạn chúng ta vừa chứng kiến chính phủ Đức di chuyển cái số lượng tới 3 tỷ trong vòng hơn một tuần mà thôi thì cái số lượng 760 triệu trong vòng một tháng nó cũng không gì gọi là khiến cho thường lo lắng hết các bạn và thêm vào đó, đó thì các bạn nhìn thấy được là cái số limit coin họ có chỉ là 1 tỷ 9 mà thôi Số này là thấp hơn cái số lượng mà chúng ta đã thấy di chuyển bởi chính phủ Đức lên tới 3 tỷ Cho nên đối thuận đây không phải là một cái gì đó thuận quan tâm nhiều đâu Và ngoại chip Bitcoin ra họ cũng có một số đồng khác nhưng mà con số không đáng kể giống như là Ethereum Họ có khoảng chừng là 354 triệu mà thôi rồi chúng ta thấy được là Compound họ chỉ có 5 triệu USDC thì không nói rồi Tron là 1 triệu 9 San là 1 triệu 8 Và những đơn vị này di chuyển thì các bạn thấy được một đơn vị khác đó thì lại liên tục thu mua vào các bạn Chúng ta cũng đang thấy được là những quy vị ConSpot ETF đó, thì rất là sốt sắn Thu mua vào đó từ khi mà chúng ta thấy có cái đợt giảm tuần vừa rồi tới bây giờ liên tục thu mua Ngày nào cũng là con số lớn các bạn Hôm qua kết thúc đó là họ thu mua vào 78 triệu Hôm nay đó chúng ta vẫn chờ đợi thông tin đến từ BlackRock Nhưng mà bây giờ đã là dương 190 triệu rồi Và chúng ta thấy được là những cái công ty như chúng ta nói tại Chanasis nó họ bán trên sàn Coinbase thì khả năng họ bán qua otc thì các bạn cũng nên biết là ai sử dụng coinbase để mà thu mua đó chính là những quỹ bitcoin smart etf đem lên bao nhiêu đó thì những quỹ này thu lại bấy nhiêu các bạn và có thể nói cũng chính gì cái lực thu mua này đó trong dòng cả tuần qua cho nên chúng ta mới thấy được là bitcoin vẫn giữ vững được và cứ muốn tiếp tục hồi phục cho đến thời điểm bây giờ còn về phần trăm bị không có lời thì ra sao các bạn? Hiện bây giờ đó ở mức là 57.900 đô thì phần trăm bị không có lời là khoảng 77% hiện tại các bạn. 70% là nhiều hay là thấp? Nó là ở mức trung bình đối với thuần, không cao mà cũng không thấp. Và chúng ta cũng có một số thông tin cũng rất là thú vị liên quan tới SEC và cũng lạc quan. SEC đó các bạn đã nhớ là gần đây họ cũng đã kết thúc một số cái vụ điều tra và đã quyết định là không có kiện liên quan tới Ethereum nữa. Và chúng ta thấy được là họ cũng đã ra quyết định là kết thúc cái cuộc điều tra 3 năm liên quan tới Stacks các bạn. Đây là cái dự án tầng 2 của Bitcoin mà sau khi điều tra 3 năm các bạn, 3 năm trước họ muốn điều tra sau đó 3 năm thì họ đã quyết định là không có hành động nào hết có vẻ như là Gail đã mệt mỏi rồi các bạn với việc đấu tranh với ngành crypto này rất rõ ràng là chúng ta không bỏ cuộc chúng ta sẽ đi tới cùng hoặc là ông biết mình sắp tiêu rồi các bạn chỉ là ông không còn quan tâm đến vấn đề này nữa cũng có thể tại vì gần đây chúng ta cũng đã nghe nói tới là Paxos ngày hôm qua cũng đã thông báo là SEC đã hủy bỏ cái điều kiện đó với họ rồi hôm nay đã lại thêm stack với bạn hầu như là họ đã từ từ hủy bỏ những cái điều kiện này rồi họ vẫn còn những cái vụ lớn như là liên quan tới Coinbase, liên quan tới Binance thì không biết tới đâu của bạn nhưng mà những cái vụ đó đã ra to rồi. cái này là những cái vụ mà họ chuẩn bị kiện nhưng mà họ đã quyết định là không kiện nữa. và thêm một điều nữa, tuy là ngày hôm qua đó chúng ta đã biết sự nỗ lực để mà lật đổ phủ quyết của tổng thống Biden liên quan tới Sáp 121 đã, đã thất bại nhưng mà SEC lại đưa ra một ngoại lệ cho Sáp 121 cho phép một số công ty có thể là không cần phải tuân theo các bạn. đây là một điều mà cực kỳ thú vị luôn. Nhân viên của SEC đã, đã bắt đầu cung cấp hướng dẫn là một số thỏa thuận nhất định có thể không yêu cầu báo cáo trách nhiệm trên bảng cân đối kế toán theo quy định của SAP 121. Nghĩa là các tổ chức tài chính có thể sẽ lưu trữ crypto một cách dễ dàng hơn. Để được hưởng các ngoại lợi này thì tổ chức tài chính phải yêu cầu và làm việc với nhân viên của SEC. SEC vẫn nắm quyền cho phép ai được ngoại lệ thì cái điều này cũng khiến nhiều người phẫn nộ các bạn vậy thì họ nắm hết quyền rồi họ có thể là cho những cái công ty họ yêu thích những ngân hàng lớn nó được ngoại lệ nhưng mà điều này đó vẫn là một dấu hiệu cho thấy họ đang lùi một bước các bạn trước áp lực từ quốc hội các bạn cũng đã nhớ là hôm qua đã bỏ phiếu tuy đã không có đủ số phiếu để mà lật đổ cái lệnh phủ quyết của tổng thống Biden nhưng mà vẫn cho thấy được phần lớn ủng hộ thị trường crypto này và không ủng hộ SAP 121 cho nên có thể vì lý do đó cho nên bây giờ ICC đã cũng đã có một số ngoại lệ coi như lùi một bước rồi các bạn Và chúng ta cũng có một cái thông tin liên quan tới FTX và Jump Trading Thì Jump Trading họ đã kiện FTX họ đòi bồi thường là 264 triệu đô la vì không nhận được 800 triệu token serum theo thỏa thuận vay trước đó với Alameda Nhưng mà FTX thì họ nói là đề nghị này đã không có hợp lý và khẳng định là khoản vay không có hiệu lực ftx cũng nghi ngờ tính minh bạch của thỏa thuận cho vay này khi mà không có phí và lãi suất, token serum hiện có giá trị thấp hơn nhiều so với yêu cầu bồi thường của Jump thì các bạn cũng nên biết đó Jump trading là một trong những cái market maker một trong những cái công ty lớn trong thị trường này các bạn và token serum này đó trước đây họ nó họ là một cái dex hoàn toàn phi tập trung nhưng mà các bạn thấy được là sau khi mà sàn FTX phá sản đó vào tháng 11 năm 2022 thì dự án này đó cũng đã sụp đổ theo sàn FTX và các bạn thấy được là cái số lượng mà họ đòi bồi thường đó, Jump Trading nói là vì công ty Alameda đã không cho họ vay thời điểm đó dẫn đến thiệt hại cho nên bây giờ phải bồi thường là 264 triệu. Các bạn có biết là cái số lượng tiền họ đòi bồi thường này đó còn nhiều hơn cả vốn hóa của Serum hiện tại. Dựa theo trang uh, CoinMarketCap đó thì uh, nếu tôi đọc không nhầm đó chỉ có 8 triệu thôi các bạn. Tổng số vốn hóa của Serum trên thị trường chỉ có 8 triệu mà họ đòi bồi thường 262 triệu. Và wow những bạn nào mà đầu tư đồng này ra thì cũng rất là đáng tiếc các bạn đồng này đó đã có một thời làm mưa làm gió năm 2021 đó đã lên tới mức là 12 đồng 50 cent các bạn 12 đồng 50 cent trước khi mà giảm xuống chỉ còn có 3 cent hiện tại mà thôi và các bạn cũng đừng quên đó là trong trading gần đây cũng có thông tin là CFTC là cơ quan quản lý hàng hóa và hội đồng tương lai của Hoa Kỳ cũng đang muốn điều tra họ vì lý do gì chúng ta không có biết các bạn nhưng mà các bạn thấy được là chủ tịch của Trump Trading đó chính là Kanaf Karia một người cũng rất là trẻ tuổi các bạn người này cũng đã từ chức rồi không biết là bên trong có vấn đề gì hay là không và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu như ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy như ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là bybit okx xm binance alinex và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn